trong lớp học. Tôi rất là may mắn được một đứa cháu nói chuyện là có chương trình như này. Thế tôi cảm nhận là khả năng là tốt, thế là tôi cũng mày mò và quyết định để đăng ký để đi. Và đúng hôm nay là ngày thứ ba thì tôi cảm thấy như là 10 phần thì tôi đỡ được khoảng 5-6 phần rồi. Buổi đầu tiên tôi đến, tất cả các quý vị đều biết là tôi không thể đứng được. Đi xếp hàng lấy thẻ và lấy nước là tất cả mọi người đều phải nhường tôi. Và tôi rất là cảm ơn mọi người rất là văn minh, văn hóa. Nhường những người như tôi thì cảm nhận như là người tàn tật. Thế hôm nay là tôi cảm thấy rất là đỡ nhiều lắm. Tôi không thể tưởng tượng là sao nó lại cái chương trình học mà rèn luyện mà ăn uống theo đúng cách nó lại tốt đến như thế. Và tôi mạn muội là tối qua đăng ký với ban tổ chức là tôi có làm một bài thơ nói về cảm nhận của tôi về thanh lọc thanh tâm. Anh xin phép được đọc. Có phải là tôi có duyên mà lại gặp được Phước Hiền hay không? Nghe có lớp thanh lọc thân tâm mà lòng đã thấy âm thầm mê ly. Thế là đăng ký để đi đến lớp để hiểu những gì diễn ra. Đúng là quá tốt thật mà. Tôi bao lâm chân muốt đại đà cong queo, đi thầm thọt khổ trăm chiều. Cả lớp ai thấy cũng đều xót thương. Thế mà qua hai ngày trường, bệnh tan, bệnh nhanh tan biến, chân thường đỡ cong, đỡ bút đau, đỡ đau, đỡ bút, đỡ hồng. Bữa ăn toàn nước mà sao lòng vẫn lo, tối về ngủ ngáy o o. Lòng vui tưởng có được kho bạc vàng, hai ngày mà đã cảm nhận rõ ràng thanh lọc cực tốt, người càng nhẹ tênh. Ba ngày tôi giảm được 3 cân, chương trình thật tốt, tuyệt trần quá đi. Tôi thấy hiệu quả tức thì, ăn tập thở uống đúng cách bệnh gì cũng tan, trong lòng sung sướng vô vàn. Thấy thanh lọc tốt, tôi làm thơ nhanh. Cảm ơn thầy Thích Tâm Thành, gieo yêu thương đặt mầm xanh cho đời. Đáy lòng cảm phục thầy ơi, bệnh con tan biến, suốt đời biết ơn. Cảm ơn các tình nguyện viên ân cần chu đáo giúp liền chúng tôi. Chúc cả lớp luôn vui cười, ai cũng mạnh khỏe, giúp đời hăng say. Tôi xin cảm ơn chương trình này, chúc thanh lọc thanh tâm mãi mãi ngày vươn xa. Xin hát ạ.